Bây giờ là 6 giờ tối ngày mùng 1 tháng 11 thì hiện tại đầu gỗ Tùng Tám đang vừa bàn giao cho chú Phúc ở bên thị trấn Thanh Ba một bộ ghế trường kể gỗ gỗ cho nhà chú Phúc. Và hôm trước là chú đã sang xem mộc và ký duyệt, và hôm nay thì chúng tôi hoàn thiện và bàn giao cho chú. Và đây là phòng khách nhà chú, rất đẹp, và chú là người rất thích chơi đồ gỗ nên là phòng khách nhà chú là rất có nhiều đồ đẹp. Tôi sẽ quay qua phòng khách cho mọi người cùng chiêm ngưỡng phòng khách nhà chú nhé. Vâng, đầy đủ đồ gỗ luôn, từ sập, tủ chè, các thứ. Chú rất là sành đồ gỗ. Đây là bộ trường kỳ chúng tôi vừa bàn giao. Cô vào đây ngồi nữa cô ơi. Đấy. Đây, 4 bức tranh rất đẹp. Đấy, cái đồng hồ này mua bao nhiêu nhỉ? Đồng hồ rất là đắt tiền này. Cái chiếc đồng hồ đẹp này. Yeah.